Tiểu sử Bá Đa Lộc, nhân vật lịch sử mấu chốt phò vua Gia Long thay đổi vận mệnh đất nước. Cho đến nay, việc nghiên cứu đánh giá vai trò của giám mục Bá Đa Lộc đối với sự nghiệp khôi phục vương triều Nguyễn vẫn còn là một đề tài mở với nhiều ý kiến và lập trường khác nhau, bênh và chống. Nhiều người kết án giám mục Bá Đa Lộc có đầu óc thực dân đã mở đường cho cuộc xâm lăng Việt Nam của thực dân Pháp, nhưng số khác lại cho rằng ông thuần túy chỉ là một vị thừa sai. Những việc ông giúp Nguyễn Ánh ngoài tình bạn cũng chỉ nhằm mục tiêu được dễ dàng hơn trong việc truyền giáo sau này. Pierre Joseph Georges Pignot de Pihen, tiếng Việt gọi là Bá Đa Lộc, sinh tại Henri ở Pháp ngày 2 tháng 11 năm 1741 và chết ở Việt Nam vào ngày 9 tháng 10 năm 1799. Ông là một linh mục truyền giáo người Pháp thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Paris. Ông là đức giám mục ở Nam Kỳ, ông cũng là nhà ngoại giao Pháp. Ông đã đóng góp rất lớn cho sự tham gia của Pháp ở Nam Kỳ. Ông là anh cả của một gia đình có 19 người con. Ông nội của giám mục Bá Đa Lộc là Charles Bỉ Nhu. Sinh thời là một thương gia, cố vấn của vua và quản lý vựa muối, tức là một nhân vật có địa vị khá cao trong xã hội. Vào thế kỷ thứ 17 thì muối còn là một thứ quốc cấm. Việc tích trữ muối thành vựa, mỗi thành phố lớn có một vựa muối, chuyên chở muối, phân phối bán muối và thâu thuế muối là độc quyền của các lãnh chúa và vua chúa. Bá Đa Lộc vào Đại chủng viện của Hội truyền giáo nước ngoài Paris vào năm 1765. Ông lên tàu đi làm nhiệm vụ ở châu Á vào ngày 9 tháng 9 năm 1765. Trước đó, ông giảng dạy tại trường của Hội truyền giáo nước ngoài lập ra tạm thời tại Hòn Đất năm 1767. Hai năm sau đó, ông trở thành cha cả của trường. Nhưng những năm này, vùng Hà Tiên, Campuchia hay bị loạn lạc giặc giã, nên các học sinh chủng viện khoảng 40 người được di tản qua Pondicherry của Ấn Độ năm 1770 và lập thành chủng viện mới ở đó. Cũng chính ở Pondicherry, năm 1772, mới 31 tuổi, Pierre Pignot được phong làm giám mục Adran với giáo hoàng Clement XIV. Ông trở thành vị đại diện tông tòa Nam Kỳ vào ngày 21 tháng 6 năm 1771. Bá Đa Lộc gặp Nguyễn Ánh vào khoảng 1775, phò Nguyễn Ánh trong 24 năm trời. Ông chuyển đến Hà Tiên cùng 3 linh mục khác vào năm 1775 trong một vùng ở đồng bằng sông Cửu Long có 4.000 Kitô hữu. Tại đây ông gặp hai linh mục của Hội truyền giáo nước ngoài. Vùng này đang trong cuộc nội chiến gây ra bởi quân Tây Sơn từ năm 1775, sau đó là Nguyễn Ánh tương lai là vua Gia Long. Đang tập hợp bao gồm chủ yếu là lính người Hoa đến từ Hà Tiên để lấy lại ngai vàng của mình. Trong năm 1778, cướp biển Campuchia tấn công đội truyền giáo, đốt nhà thờ và giết chết nhiều người Kitô hữu. Bá Đa Lộc nương náu với Bắc chủng viện Sài Gòn, còn Nguyễn Ánh thì nương náu tại Biên Hòa. Ông trở thành một người bạn thân bảo trợ ngai vàng của đế quốc An Nam. Nguyễn Ánh sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1762, tức là năm Mậu Ngọ, là con thứ ba của nhị hoàng tử Nguyễn Phúc Luân và bà Nguyễn Thị Hoàn, tức cháu nội của võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Có thể nói, ngay từ năm 4 tuổi, cuộc đời của Nguyễn Ánh đã bắt đầu có sóng gió khi cha ông là hoàng tử Nguyễn Phúc Luân đã bị Trương Phúc Loan, một quyền thần trong triều đình lúc bấy giờ với chức vụ ngoại tả đạt quận công hãm hại. Lúc bấy giờ, mặc dù di chiếu của võ vương đã chỉ định truyền ngôi cho Nguyễn Phúc Luân sau khi qua đời, nhưng Trương Phúc Loan thấy ông này cương trực, khó bề điều khiển theo ý mình nên đã âm mưu bắt Phúc Luân bỏ ngục. Đồng thời đưa người con thứ 16 của võ vương là Nguyễn Phúc Thuần khi ấy mới 11 tuổi lên nối ngôi, tức định vương, để dễ bề thao túng triều đình. Sau một thời gian bị giam giữ, Phúc Luân được thả ra, nhưng vì uất ức nên ông đã bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó. Về phía Nguyễn Ánh, sau cái chết của cha mình, ông cùng với hai người anh của mình được nuôi trong phủ chúa. Đây là giai đoạn mà hoàn cảnh kinh tế xã hội của đất nước cực kỳ khó khăn, vì ở hai miền, hai chúa cát cư mỗi nơi. Chúa Trịnh Sâm ở đàng ngoài, chỉ biết sống xa hoa trong nhung lụa, tiêu tiền bạc như cỏ rác, chẳng sửa sang triều chính, suốt ngày đắm chìm vui chơi với bọn cung tần mỹ nữ ở hậu cung. Trong khi đó, chúa Nguyễn ở đàng trong cũng coi vàng bạc như cát sỏi, thóc gạo như đất bùn, xa hoa lãng phí vô cùng tận, bọn quan lại tự do chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Cảm được nỗi thống khổ của nhân dân, ba anh em nhà Tây Sơn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã phất cờ khởi nghĩa để đáp lại nguyện vọng của người dân vào năm 1771. Chính từ vùng đất Tây Sơn này, nghĩa quân đã đánh chiếm ra đến vùng đất Quảng Nam. Thêm vào đó, năm 1773, quân chúa Trịnh từ phía Bắc nhân cơ hội đó đánh thẳng vào Phú Xuân. Triều đình đàng trong nhanh chóng bị sụp đổ, sự nghiệp của giai đoạn tiền triều Nguyễn đã chính thức bị sụp đổ sau hơn 200 năm tồn tại.
Nguyên Ảnh đã cùng với 4 người anh em trai khác theo Định Vương cùng đoàn người di chuyển vào xứ Quảng để lánh nạn, rồi sau đó vượt biển vào Gia Định. Quân Tây Sơn lúc này thế rất mạnh, giáo giết truy đuổi toàn binh của nhà Nguyễn. Trong thời gian ở Gia Định, nội bộ chùa Nguyễn xảy ra tranh chấp giữa phe ủng hộ Nguyễn Phúc Thuần của Đỗ Thanh Nhơn và phe ủng hộ Nguyễn Phúc Dương của Lý Tài, còn Nguyễn Ánh trú tại Ba Gồng với quân Đông Sơn. Đến năm 1777, quân Tây Sơn đánh úp thành Gia Định, cả Định Vương Nguyễn Phúc Thuần và người cháu là Nguyễn Phúc Dương đều bị giết. Do vậy, có thể xem năm 1777 chính là cột mốc chính xác nhất trong việc xem xét sự sụp đổ hoàn toàn của giai đoạn các chúa Nguyễn. Nhưng vào năm 1782, quân Tây Sơn chiếm Sài Gòn, bá Đa Lộc phải trốn sang Campuchia và sau đó là tới đảo Phú Quốc trong vài tháng. Sau đó, ông đã tìm thấy Nguyễn Ánh trong tình trạng tán loạn, thiếu tất cả mọi thứ, thậm chí thực phẩm cho quân đội của mình. Do đó, các giám mục chia sẻ thức ăn cuối cùng của mình với họ và đã cứu sống họ. Trong lúc đó, chấp thời cơ quân Anh cũng như quân Hà Lan ở Batavia chuẩn bị thương lượng việc giúp đỡ cho Nguyễn Ánh, giám mục bá Đa Lộc liền đề nghị một sự hỗ trợ từ phía Pháp. Ông cũng nhận ra rằng Tây Sơn là kẻ thù không đội trời chung của Kitô giáo. Phụ tá của ông, Labette, đã viết: Thiên Chúa giáo đối với quân Tây Sơn là không thể tồn tại. Nếu triều đại của họ kéo dài, chúng tôi gặp khó khăn lớn trong việc thoát khỏi bàn tay của họ. Họ đã thực sự ban hành sắc lệnh đàn áp ở miền đông Nam Kỳ. Nguyên Ánh liên minh với vua Xiêm La và bị bại trận. Ông liền gửi chiếc ấn và con trai của mình là hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh lúc đó mới 5 tuổi rưỡi cho bá Đa Lộc. Bá Đa Lộc tới Lorient qua ngã Pondicherry vào tháng 2 năm 1787. Ngày 28 tháng 11 năm 1787, một hiệp ước được ký kết giữa Pháp và Đế quốc An Nam tại Versailles giữa các đại diện của vua Louis XVI và một bên là Nguyễn Phúc Cảnh, con trai của Gia Long, do giám mục bá Đa Lộc đại diện bảo trợ. Nước Pháp cam kết giúp đỡ Nguyễn Ánh lên ngôi, thay vào đó, Pháp nhận được cảng Torrent, đảo Phú Quốc và đặc biệt là thương mại độc quyền với Pháp. Bá Đa Lộc trở về vào ngày 27 tháng 12 năm 1787 với hoàng tử trẻ tuổi và 8 nhà truyền giáo. Tuy nhiên, Nguyễn Ánh không nhận được sự trợ giúp về người vì hiệp ước không được thi hành. Vì vậy, giám mục bá Đa Lộc đã tự quyên góp tiền từ các thương gia có ý định đặt cơ sở buôn bán ở Đại Việt cùng với số tiền là 15.000 franc Pháp của gia đình mình cho, đem mua súng đạn và tàu chiến và tuyển 350 thủy thủ và 20 tình nguyện viên sĩ quan hải quân. Tháng 7 năm 1789, bá Đa Lộc cùng Nguyễn Phúc Cảnh về đến Gia Định. Trớ trêu thay, cũng trong tháng đó, nhân dân Pháp đã làm cuộc cách mạng lật đổ triều đại phong kiến Louis. Giám mục bá Đa Lộc chết ngày 9 tháng 10 năm 1799 trong cuộc bao vây và ngay trước khi cuộc chinh phục của pháo đài Quy Nhơn, thành trì cuối cùng của quân Tây Sơn, được đưa về Gia Định vào ngày 16 tháng 10. Thi hài của bá Đa Lộc được đặt trong dinh Tân Xá và đã nằm trong trạng thái như vậy trong một tháng. Một kiến trúc sư người Pháp được giao nhiệm vụ xây dựng theo phong cách triều Nguyễn, lăng mộ ở làng Tây Sơn, trong khi Thái tử Cảnh đã được giao phó sắp xếp chi tiết cho lễ tang. Mặc dù các chiến dịch đang diễn ra tại Quy Nhơn, chúa Nguyễn Phúc Ánh tự thực hiện một chuyến để xuôi nam đến Gia Định tham dự lễ tang của bá Đa Lộc vào ngày 16 tháng 12 năm 1799. Về công trạng của giám mục bá Đa Lộc đối với vua Gia Long, một điểm được hầu hết các sử gia thuộc địa hết sức đề cao, đó là bá Đa Lộc đã cứu Nguyễn Ánh thoát khỏi sự lùng bắt của Nguyễn Huệ vào tháng 9, tháng 10 năm 1777. Đây là nền tảng của lập luận nếu giám mục bá Đa Lộc không cứu sống Nguyễn Ánh thì không có triều Nguyễn. Sự thực lịch sử này sẽ biến thành công ơn nước Pháp đối với triều Nguyễn được lặp đi lặp lại nhiều lần, đặc biệt trong các văn thư chính thức của chính phủ Pháp hoặc các thủy sư đô đốc gửi các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức để đòi trả các giáo sĩ bị bắt hoặc xin thông thương. Vì thế ta cần điều tra lại sự kiện này xem thực hư như thế nào. Ngày 18 tháng 10 năm 1777, Định Vương Nguyễn Phước Thuần bị giết cùng với Tôn Thất Đồng, anh ruột Nguyễn Ánh và các tướng Trương Phước Thận, Lưu Thủ Lương, Nguyễn Danh Khoáng. Một mình Nguyễn Phước Ánh, 15 tuổi, chạy thoát. Anh trốn ở đâu? Ai nuôi ăn? Ai cho ở? Đại Nam Thực Lục và Đại Nam Liệt Truyện không viết rõ việc này. Đại Nam Thực Lục viết về hoàn cảnh Nguyễn Ánh chạy trốn như sau. Tháng 9 âm lịch, mùa thu, quân giặc theo ngặt. Ngày Canh Thìn, Duệ Tông bị nạn băng, một mình vua được thoát. Lên thuyền đậu ở sông Khoa thuộc Long Xuyên, Định Nhân ban đêm vượt biển để lánh giặc. Bỗng có con cá sấu cản ngang mũi thuyền 3 lần, bèn thôi. Sớm mai dò biết đêm ấy có thuyền giặc ở phía trước, vua bèn rời sang đóng ở đảo Thổ Châu. Huyền thoại này sau được viết thành truyện tiểu thuyết
vẽ lại trên các bình sứ, đĩa bát sứ cổ. Có lẽ lúc ấy Nguyễn Ánh mới 15 tuổi, khó tự mình nhân danh chùa Nguyễn đứng lên phất cờ dựng lại cơ đồ, nên phải dựa vào điềm đế vương, có thể do các vị đại thần chủ trương và cho truyền ra từ đầu. Khi đề cập đến triều Nguyễn, nhiều học giả chỉ tập trung vào giai đoạn 1802-1945 với 13 vị vua, còn giai đoạn trước đó họ gọi là các chúa Nguyễn. Cách phân kỳ này là hiển ngôn, phản ánh chân xác về hiện thực lịch sử. Song có nhiều người cho rằng, dù là giai đoạn chúa Nguyễn hay giai đoạn triều Nguyễn, thì suy cho cùng đó cũng là một giai đoạn hoàn chỉnh với sự hiện diện của tất thảy các vị chúa và vua Nguyễn. Trong tổng số 9 chúa và 13 vua Nguyễn, có lẽ Gia Long Hoàng đế là một con người đặc biệt. Nói đặc biệt vì Gia Long chính là hậu duệ của giai đoạn tiền triều Nguyễn, đồng thời ông cũng chính là người sáng lập nên triều Nguyễn. Do đó có thể xem Gia Long Nguyễn Ánh chính là một dấu gạch nối, là nhân chứng sống cho sự chuyển giao hai giai đoạn của nhà Nguyễn nói chung.